nổi nhất Việt Nam hiện nay là ai? Lì xì điện thoại. Hỏi đây. Vô. Rapper phải không? Ừ. Hỏi công vũ. Hỏi nghe. Câu đầu tiên phải là trai hình ảnh. Nam đúng không? Đúng. Đúng. Không phải rapper thì xin lỗi. Việt Nam đúng không? Đúng. Diễn viên đúng không? Chưa. Không phải rapper, không phải diễn viên. Chỉ có thế là ấy rồi. Câu thứ thiếu thứ này. Đúng. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Gen Z đúng không? Không à. Sơn Tùng MTP. No. Ca sĩ đúng không? Cầu thủ. Cầu thủ đúng không? Không. Không diễn viên, không cầu thủ. TikToker. Ừ. TikToker đúng không? Có thể nói là như vậy. Có thể nói à? Phạm Vinh. Không phải Gen Z. Nó không phải là nghề chính thức của anh. Tôi đó. Long Chun. Không phải. Độ Missy. Không phải. Phải xem người ta lĩnh vực gì đã. Vẫn chưa xác định lĩnh vực. Có gia đình chưa? Ừ. Không biết, chính gọi là gia đình người ta không phải trọng tâm người ta khoe trên mạng xã hội. Gia đình thì chưa. Nope. Chưa lập gia đình. Gia đình thì chưa. Gia đình thì chưa. Binzy. Không phải rapper mà lĩnh. Không phải rapper. Ủa? Gì đó? Ủa gì đó? Thường xuất hiện cùng một người khác đúng không? Chỉ sao? Trời ơi, tao đi đấy. Ồ. Đủ thông tin rồi đấy. Làm mưa làm gió gần đây ấy. Hả? Làm mưa làm gió gần đây cơ. TikToker nổi nhất Việt Nam hiện nay là ai? Đàn ông chuyên xuất hiện cùng một người khác. Được rất nhiều KOL cả nước ngoài follow. Linh Anh Bùi. Giỏi đấy. Anh yêu ơi, chạy chú đâu rồi? Chú Ninh Anh Âm. Đây rồi, đây rồi. Đôi mắt của em nhìn thấu cái điện thoại này. Trời đất ơi, dữ gì sao? Lê. Hỏi đi. Nữ đúng không? Không ạ. Ca sĩ phải không? Không ạ. Rồi. Người Hàn Quốc đúng không? Không ạ. Hẹp đấy. Việt Nam phải không? Không ạ. Ôi, căng thế. Hỏi châu Á không? Có thể Trung Quốc hoặc Nhật Bản nữa. Châu Á thì rộng. Không phải châu Á. Đúng không? Không. Châu Á. Châu Á. Châu Á. Diễn viên. Thế là diễn viên. Ấy, đúng rồi. Thành Loan. Thế. Bác hỏi đây. Ở đấy là anh à? Anh đừng có nói. Diễn viên phải không? Chính xác. Đúng rồi. Chứng tỏ này. Phân tích một chút. Ok. Vừa nãy không phải Hàn hoặc Nhật. Là... hoặc Thái. Thái không? Không. Thái không ai nổi. Ba chủ cầu single là đáp án. Chúng tôi nghĩ ra đáp án một lúc cùng một lúc. Chúng tôi gợi ý cho khán giả này. Nam thần đẹp trai nhất thế giới. Lên cả hỏi tay có 3 tiếng. Đóng một cái bộ phim mà làm mưa làm gió trong group Maybe You Missed This Movie. Con cung của nước, đất nước đấy đó đấy. Đúng rồi, ra được bất kỳ chỗ nào có thể nhìn thấy. Cho nên cấm đỗ xem, nhưng riêng người đấy được đỗ xem. Đúng. Đất nước Đài Loan. Cha chưa? Hai ngày trả lời. Vợ Hứa Quang hả? Một cái tên à? Tên riêng á? Ý là cái từ đấy sẽ là một cái tên riêng đúng không? Không. Không á? Thế là một cái tên chung á? Gì đây? Là một cái ấy, cứ đoán đi. Người à? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Đúng, đúng. Diễn viên à? Không phải diễn viên. Ca sĩ à? Không. Không luôn. Người Việt Nam à? Không. Shit. Không biết nữa. Người Việt Nam. Có phải người nổi tiếng không? Dạ rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Người Hàn Quốc? Không. Cũng không. Cầu thủ bóng đá đúng không? Không đúng. Cây okay. Nhà bác học? Không. What the hell? What the hell? Đang nghĩ là nhà bác học. Có ở trong kiểu showbiz không? Không. Cũng không. Người nổi tiếng ở trong showbiz á thì chỉ có thể là nhà bác học thôi. Có phải là nhân vật có thật không? Nhân vật có thật á? Người thật là kiểu có thật ngoài đời không? Có thật ngoài đời không? À rồi. Trong truyện tranh đúng không? Đúng. Học cấp 1 à? Không.
chưa chắc đã giống đâu. Đừng có mơ học trường tiểu học Tây ta. Chuyện tranh nào. Cái này phát sáng đấy. Thế này á? Sáng chưa? Của nước Nhật đúng không? Không đúng. Ồ. Chuyện tranh mà không phải Nhật của Việt Nam. À. Spider-Man à? Mời nghe.